Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về hóa ngày các bạn. Thì hôm nay mình nói về quy tắc hóa trị lớp 8, được chưa? Thì quy tắc hóa trị là gì? Thì thứ nhất, hóa trị là mình nói hóa trị ví dụ như là cái khả năng cái tay bạn cầm được bao nhiêu quả trứng, người ta gọi là hóa trị. Ví dụ tay bạn cầm được 7 quả thì hóa trị của cái tay của bạn là 7 quả. Thì trong hóa trị là cái khả năng hóa trị là con số là sao? 1 2 3 4 5 6 7, được chưa? Đó là con số thể hiện khả năng, liên kết các nguyên tử, được chưa? Giống như cái tay bạn cầm được 7 quả thì cái khả năng bạn cầm được 7 quả đó là hóa trị của cái tay bạn. Hình dung chưa? Ví dụ thì trước khi ví dụ mình sẽ nói người ta quy ước hay là người ta định nghĩa gì đó không cần biết, các bạn phải nhớ giúp mình hóa trị của hai cái nguyên tố cơ bản nhất, đó là hero. Hóa trị một, hóa trị phần lớn người ta viết bằng chữ La Mã này và ở trên đầu, ở chưa? Và oxy, hóa trị là hai cái này là hai cái hóa trị nền tảng để các bạn có thể xác định được hóa trị của các nguyên tố còn lại, được chưa? Rồi, ví dụ như H2O thì dựa vào đây mình sẽ biết được rằng một nguyên tố oxy, một nguyên tử oxy không có là số 1 các bạn, đã liên kết với mấy nguyên tử hydro à? Hai nguyên tử hydro, được chưa? Và làm cách nào để biết đây là cái công thức đúng, để mình viết rộng ra. Đây là cái công thức đúng, không có là số 1 nha, để mình viết số 1 nhỏ này. Làm sao biết đây là cái công thức đúng? Thì rất đơn giản, người ta dựa vào quy tắc hóa trị. Quy tắc hóa trị là gì? Mình biết rằng hydro hóa trị mấy ạ? 1. Oxy hóa trị mấy ạ? 2. Và người ta định nghĩa cái quy tắc như thế nào? Người ta lấy hóa trị của nguyên tố này nhân với chỉ số, được chưa? 1 nhân 2, xem coi có bằng với hóa trị này nhân với chỉ số của nguyên tố này hay không. 2 nhân 1, 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 1 cũng bằng 2, vậy hai thằng này bằng nhau. Vậy suy ra công thức này viết đúng, được chưa? Mình nhắc lại nha các bạn, muốn biết công thức này có viết đúng hay sao hay không, người ta dựa vào quy tắc hóa trị. Quy tắc hóa trị là gì? Lấy hóa trị của nguyên tố này nhân với chỉ số, xem coi có bằng với hóa trị của nguyên tố kia nhân với chỉ số của nó hay không, được chưa? Nếu bằng thì công thức đó viết đúng. Thì người ta để chứng minh cũng như là kiểm tra tất cả các công thức hóa học coi có đúng hay không, thì người ta gom gọi lại cái công thức tổng quát là gì? A X B Y. A lớn, B lớn là nguyên tố, được chưa? Tên của nguyên tố. X Y là chỉ số, hay còn gọi là số lượng nguyên tử. Số lượng nguyên tử A, số lượng nguyên tử B, được chưa? Và A nhỏ, B nhỏ chính là hóa trị của A. A nhỏ là hóa trị của A lớn, B nhỏ là hóa trị của B nhỏ, B lớn, được chưa? Thì người ta sẽ có công thức là A nhân X nè, hóa trị nhân với chỉ số nè, xem có khúc bằng, xem nha các bạn, xem có khúc bằng với hóa trị nè nhân với chỉ số của nguyên tố B hay không. Nếu bằng thì đồng nghĩa cái công thức này đúng, ok chưa? Mình lấy một cái ví dụ nữa nha. Ví dụ như CaOH tất cả hai lần, thì mình biết rằng hóa trị của Ca là 2, hóa trị của OH là nhóm các bạn là 1. Rồi thì không có là số 1 nè. Rồi các bạn kiểm tra giúp mình, 2 x 1 bằng 2, 1 x 2 bằng
bằng 2. Vậy 2 bằng 2 đồng nghĩa cái công thức này viết đúng. Ok chưa? Đó, quy tắc hóa trị chủ yếu để cho các bạn kiểm tra lại cái công thức hóa học đó viết đúng hay là sai mà thôi. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.